Liên quan đến vụ việc người cha ở tỉnh Thái Bình tự khai nhận về hành vi giết con gái rồi ném sát xuống sông Hàn mà chúng tôi đã phản ánh trong bản tin Cà phê Ngày Mới ở thời gian gần đây. thì Ngày hôm qua, trao đổi với báo chí, đại diện của Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Đà Nẵng cho biết không tìm thấy thi thể cho bé nên đã đề nghị công an thành phố Đà Nẵng trả tự do cho người cha này. Trước đó, Bùi Văn Hời đã khai nhận toàn bộ về hành vi giết con gái rồi ném sát xuống sông Hàn để phi tang. Tuy nhiên, sau một thời gian lực lượng chức năng tích cực tìm kiếm vẫn không thấy thi thể của cháu bé. Do đó, Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Đà Nẵng đã ra quyết định quỷ bỏ tạm giữ trước đó của cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Đà Nẵng, đồng thời yêu cầu công an Đà Nẵng trả tự do cho Bùi Văn Hời để tránh việc người dân có thể bị quan sai. Liên quan đến cái chết của cháu bé, thì vụ thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra án trật tự xã hội, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao cho rằng, việc khởi tố bị can và tạm giam Bùi Văn Hời để điều tra vụ án là có căn cứ và cần thiết. Nếu không bắt giam kẻ tình nghi thì việc điều tra án sẽ khó khăn. Tuy nhiên, khi cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Đà Nẵng đã khám nghiệm hiện trường nhưng không thu được dấu vết thì chứng cứ liên quan đến vụ giết người như lời khai của Bùi Văn Hời, vụ việc vẫn đang tiếp tục mở rộng điều tra.